anh em lò mò cả ngày, 2 ngày đấy, hết 2 ngày lò mò mới làm được tận này đây, đang xỏ đây. Đấy, sáng mai có hàng, mai tôi sẽ alo liên lạc với anh em. Ok. Ôi thật quá tàn nhẫn, quá dục ý. Thật tàn nhẫn quá. Cái gì tàn nhẫn? Anh em đây là mồi sáng livestream đây, quay cho anh em xem này. Đây là mồi câu lăng xê để trộn cho ông anh đi câu này. Bây giờ ông ấy xuống ông lấy đồ, tôi trộn cho ông ấy đi câu. Chiều rảnh rảnh thì tôi xuống tôi quay phim một tí, nếu mà không rảnh thì thôi. Nay là chủ nhật, thằng nào nó cũng cửa hàng cũng vắng, chiều tôi cố gắng tôi xuống quay một chút. Câu một buổi thoải mái luôn. Bét tại này nè, bánh lăng xê. À đây tôi tiện thể tôi xin nói luôn với anh em này, kênh Thính Câu Lục của tôi không có bất cứ một cái cửa hàng đồ câu nào cả nha anh em nhé. Tôi hướng dẫn ở trên mạng đấy, nhưng mà tôi không có bất cứ một cái cửa hàng đồ câu nào cả. Đây tất cả đồ đạc, đồ câu các thứ tôi đều làm đây, nhưng mà đây là chỉ mồi câu thôi, còn tất cả tôi không có bất cứ một cái cửa hàng đồ câu nào, cửa hàng nào ghi mà câu Thính Câu Lục ấy nó không phải là tôi đâu. Bởi vì thực ra thì vừa rồi tôi có biết vài cửa hàng đặt tên là Thính Câu Lục, nhưng mà không phải là cửa hàng của tôi không có cửa hàng đồ câu anh em ạ. Và một số anh em lấy lăng xê thì xin lưu ý giúp là số điện thoại của tôi là đuôi 8286, và chỉ khi anh em đặt để số điện thoại trên kênh thì tôi mới liên lạc, còn bất cứ một số điện thoại nào cũng không phải, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi không dùng Facebook, nên sáng nay mấy cả hôm kia có 2 bạn là bị một số thành phần lừa lấy số điện thoại trên kênh của tôi và liên lạc thông qua Facebook. Nhưng mà tôi xin thông báo với anh em là tôi không dùng Facebook, tôi không sử dụng Facebook, cho nên là bất cứ có một tài khoản nào bằng Facebook mà mang tên Thính Câu Lục hoặc là bất cứ một ông nào đấy không phải là tôi không có cửa hàng đồ câu anh em ạ nhé. Thế nên là anh em mà nhìn thấy cái cửa hàng nào mà đồ câu người ta ghi là Thính Câu Lục ấy thì không phải là tôi đâu, bởi vì tôi không có cửa hàng đồ câu em hiểu không? Đây này, cửa hàng của tôi không có cửa hàng đồ câu. Đây là cửa hàng nên là có anh em nào mà liên hệ thì liên hệ mà đặt kêu là đặt lăng xê lăng xiếc đấy này, không phải đâu, là không phải tôi có đúng ở đây này. Tôi hướng dẫn cho anh em này, đây cái trộn mùi câu này và cách câu lăng xê này đấy. Tôi không có cửa hàng đồ câu, xin nhắc lại tôi không có cửa hàng bất cứ một cửa hàng đồ câu nào mang tên Thính Câu Lục và không dùng Facebook, nên anh em lưu ý giúp. Vừa rồi thì có khoảng tầm 4 anh em đã bị một số đối tượng khác lừa để bán lăng xê, và lăng xê này tôi không biết là mua bao nhiêu, nhưng mà lăng xê của tôi nghĩ là đắt nhất Việt Nam luôn, 50.000 một bộ. Thế nên là dưới 50.000 chắc chắn nó không phải của tôi. Ok anh em, đây tôi đi xuống hồ xem ông anh ông câu được con gì chưa. Ồ mồi đúng đấy, trộn. Đây ông anh đây rồi, không biết đã được con gì chưa. Ồ mồi lăng xê tôi trộn cho lúc sáng đấy. Đây. Ông ấy ngồi đến giờ ông phải được gần tiếng đồng hồ rồi. Biết đã làm ăn được cái gì chưa? Đó. Dính cá rồi, xuống đúng lúc dính cá. Đây, xuống đúng lúc dính cá anh em ạ. Ông ấy đang 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 dòng. Ôi rồi 1 2 3 4 5 con. Ôi giời. Ôi giời ơi, 2 con cá chim. Ôi đây 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 anh em. Bá đạo chưa đây? Lăng xê một phát 2 con này anh em. Ôi thôi, bung bung mất 1 con rồi. Làm mất 2 con. Không thể tưởng tượng nổi. Sao anh không lấy cái cần kia anh đánh? Anh chót mắt.
cái cân này rồi mà anh còn chưa kịp mắc mùi, không kịp trở tay, nó ăn đến mức độ mà còn nhanh hơn cả hôm nọ thủ quân. Anh lém một cái anh lại nhấp, suốt từ nãy giờ anh lém anh lại nhấp. Anh gọi cho thằng Nghĩa nó bảo nó mang túi xong không hay là nào? Thì phải, ông Bí Vân, ông từ bao giờ ông đéo ra đéo. Thì ông nghĩ thì anh ra cái vợt đi xong nó cho vợt xong cho xuống rẽ nó đấy, không Vân Dũng nó ra nó nhìn nó sốt ruột anh ta. Nè. Hai con, bốn con, sáu con, sáu con rồi, bảy con. Ui thế phải mười mấy con rồi à? Ui rồi mười mấy con rồi, tiếng đồng hồ mười mấy con. Ui dồi ui, một túi to nữa anh em ạ. Ui thế đánh thế này thì hết hồ nha người ta. Chết thật, ông anh làm ăn này. Mồi đây anh em. Đấy. Tôi này tôi ông đi câu là tôi xuống nữa. Anh chỉ trộn mồi với tranh thủ xuống xem một tí thôi, xem ông anh câu lúc nó tôi đi về. Đấy, cất vào đâu chứ anh để nhiều này nó ra nó nhìn nó sốt ruột đấy anh ta. Đây, anh gọi thằng Nghĩa. Mày à, chắc nó uống rượu say chắc gì nó đã ra. Đấy anh chị em chị. Nhìn hạt súp ông anh móc nó vừa này, nó bừa thôi, hạt đấy bừa thôi. Hôm nay nhiều cá quá, hôm nay cũng long ngóng tay trong tay mình rồi. Cũng run run tay đó. Gỡ từ nãy đến mẹ mười mấy con cá rồi, có tiếng đồng hồ. Tiếng đồng hồ mười mấy con này, chết giờ. Mình vừa anh xuống thấy cái cần giật 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 thế ông lôi. Nào dây rối tinh cho mùi anh mà không, anh không ấy ra, anh không duỗi thẳng ra là tí nữa nó rối không gỡ ra được đâu. Trước khi ấy thì anh lấy một cái anh nắm nhé. Thằng Thiện nó xuống nó ấy mồi thì em bảo là nó bảo là nó câu lục, em bảo là tao có câu lục đâu. Tao có, giờ tao có trộn mồi câu lục nữa đâu. Chuyện nào? Chuyện quần áo ấy. Tao chơi mồi xanh tài câu lăng xê cơ mà. Mày là em cho nó mấy cục. Ừ hôm qua nó câu ở hồ 35 mà nó sướng. Hôm qua còn một lắm thì thằng Hải vào thằng Thiện là cầm về. Hôm nay đi câu thì lại không cầm. Hiện tượng nhất. Mấy ông bên kia cái trợn tròn mắt nhìn à? Ừ. Mấy ông bên kia cái trợn tròn mắt nhìn. Lại câu nhiều quá. Cái dây nó xoắn 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 anh phải gỡ ngay không? Tí dính cá là nó mắc này. Đây, quay ông anh, ông ấy vụt lăng xê nhá. Này, quay ông anh, ông vụt này, vụt vào trong xó trong này. Sâu vào tí nữa thì đẹp nhỉ? Nha, tôi để cái máy quay ở đây. Rồi, ok anh em, để đây xem khi nào thì nó kéo.
anh em ơi, dính rồi, cá dính rồi, nhìn này. Anh em nhìn nhá. Đó, nó vừa giật xong. Vừa giật xong mà tôi vừa nhìn thấy giật xong mà, khả năng bung hay là như nào đây. Nó vừa giật cong quả cần. Để cá gá vào cái que nào đấy anh Tài. Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy giật xong. Đây 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 đây, dính rồi. Bung rồi anh Tài ạ. Nó vừa lôi cần vào không bung mẹ rồi. Cái mồi vẫn còn nguyên này, bung mẹ này. Anh em ạ, tôi vừa xuống phát tôi làm hỏng mất một con. Đây. Tôi vừa ném ra xong. Đây. Quay đến cái lúc mà nó giật cần. Xem như nào. Đây dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính luôn rồi anh em. Dính rồi. Anh em nhìn nhá, anh em nhìn nhá. Nhìn cái đầu cần này, nó lôi này. Anh Tài ơi, dính rồi anh Tài ơi. Lại đéo giật nữa kìa. Ừ. Anh em ạ, chưa đến một phút đâu này, như này tới zoom ra này, nó vừa giật xong à. Anh lắm sẵn luôn hết mấy cục ấy, thế xong rồi hết cục này ném cục kia. Anh cái mẹ vừa giật cong cả cần đấy, đấy, đấy. Giật anh em nhìn thấy chưa, vừa giật đầu cần đấy, nhưng mà không biết cái kiểu gì mà nó đấy, tôi zoom hẳn lên tí nữa. Ở đây mà giật tung tung kìa. Ở đấy như kiểu nó quấn ấy nhỉ, nó vướng vào dây thôi, đóng được lấy của em nó giật chiếu cong cả cần. Nghĩa nó lấy mất cái chân máy quay, nó vẫn chưa giả, hôm nay không có cái quay phim về. Kẹp vào chân quay được mỗi tí. Mẹ xưa còn đá đâu quá. Gió quá anh em ạ, nó cứ gật gà gật gù cái chân cắm này.
Hôm đi câu cá chê có mang về không? Đấy như ổng. Cái gì đây? Mai anh với em đi như nhau. Hay tối nay bảo anh ăn cơm mình ngủ ở nhà anh em nào. Nhà anh thì của anh. Cùng với quán em ngủ. Quán em ầm ầm anh chịu. Đến xe ô tô. Anh dốc ra anh nhặt hết viên to rồi. Mới khô là bị anh rang một ít cái cám gạo ấy. Mấy cả trong túi của em còn một ít cái ghép tàu đó ấy. Anh cho lốt vào. Thank you.
Sáng lại lấy hai bộ mới thôi thì tiếp hùng ngại đợt trước nó lấy cho hai cái lục này. Tao qua Hải Châu chút đáy vẫn một cái lục. À, em bảo nó gọi điện hỏi em bảo thôi bất bình. Đâu được táo cá. Nó quay mình bỏ nó mà cầm về mà ăn. Tôi lại gọi cho 1 triệu. Đi dân hai anh em đều có hết triệu. Có hả? 4 con này. Qua nhiều con to lắm Tuấn. Có cầu cầu. Nhận xuống hàng hốc của nó một. Học chia ra. Học bạch của con xe. Đó là nó có nhà. Cái này bắt lên thế thôi, bắt làm gì muốn hai cần một cần anh xem một cần đấy. Đi chụp hội nghị về thế là đi luôn này anh em chưa được xong à? Anh đi chụp hội nghị chụp xong thế là bọn nó bảo ăn cái này chỉ sốt cà chua hoặc là làm chả cá hoặc là làm chả cá hoặc là làm ruốc anh cho em làm ruốc cũng ngon phải cái ăn cuốn ăn quán. Đứng lại về, về một cái thì mình đi qua kia thì vẫn còn gặp Nghĩa Xanh. Quay trở về cất máy ảnh, quay trở ra không thì nó đâu gọi điện không nghe được. Nó lại gọi thì nó nghe, cầm chính cho anh. Gắng tập trung một chỗ ấy, nó giống chỗ ổ thính nha. Và sau đó là tập trung một mảng mảng. Mùi anh đã chắc rồi, nóng vừa vừa. Nó tư rồi. Anh rang cả cái cám gạo của gà. Lắm to hay là cắn đứt rồi. Đây vẫn dính một con mà. Vừa thấy đánh phức. Đây lại đồng cá rồi anh em. Ai ta? Con này có vẻ to to đấy nhỉ. Cẩn thận nó đóng vào cây đây anh. Lôi sang bên này. À, con này phải vọt không có quái lưỡi. Nhấc 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 quái lưỡi. Con thứ 12 sau một tiếng đồng hồ. Tháo cái móc khóa ra trước không để anh tài anh ấy. Lấy tháo móc khóa ra trước không để nó lắm mồi vứt thì người gỡ cứ gỡ. Đấy.
cẩn thận nha, nó dãy lên lưỡi nó đóng vào tay, lưỡi này lưỡi lăng xê có ngạnh nó lại bén, nó đóng cho thì không khóc được, chỉ có khóc lúc quân nó còn băng dễ đéo khóc được, túm thì mình túm chặt cái đầu. Đấy. Ném lăng xê. Ngồi anh. Hối vừa vừa căng vừa. Thế thôi. Ok. 12 con sau 1 tiếng đồng hồ. Này toàn cá chim này, may hôm nay nó chưa nó chưa cắn đứt cái dây nào. Hôm nay chưa chưa bị đứt dây. Còn cá chim này thì không không thể tránh được cái việc nó cắn đứt dây dù được. Đây là dù lõi cước đồng hoàng nhưng mà nó vẫn vẫn cứ cắn đấy. Dính cá chim này, khả năng mất lăng dây là chuyện bình thường. Tuy nhiên là cái tỷ lệ mất của nó kém hơn nó lục thôi, chứ còn nó mà cắn là vẫn mất. Anh em không tin cho chim vào để nó cắn thì xem. Mất mẹ chim. Đi câu suốt ngày mà đùi trắng. Thôi cứ vứt ra tí cho anh Tài anh gỡ xong anh xỏ. Anh em đi câu mà cái dây dù nó có xoắn tít lại thế này này. Ở cái lăng xê này. Ở đây dính. Lại dính rồi. Vừa ôi giời, vừa ném xong nha, được chả biết được mấy phút, chưa được 2 phút dính rồi, ui rồi dòng kìa, ui rồi. Ủa thôi, lại gọi tiếng đồng hồ, ui rồi, con này nhỏ, con này không cần vợt, tiếng đồng hồ 13 con rồi, hôm nay thế nào lại toàn cá chim này, cá trôi đi đâu hết rồi, anh khóa máy chặt tí đi, dòng cho nó đúng tầm, anh nhấc phát lên, nó không bị oải lưỡi. Tầm này thì thoải mái, không ngoài được, sợ nó cắn dây thôi. Cầm hai tay cẩu lên, đấy, nó mắc, lung tung. Này, sáu lạng. Ui, đóng xuyên vào mép kia, cắn vào dây dù vào mắt. Nó có vào mồm đâu, nó vào mép. Móc xuyên qua mép này. Cái lưỡi câu của nó quá bén nữa. Đóng phát xuyên qua mép. Chưa kịp mắc mồi. Chưa kịp mắc mồi, vừa ném xong cái nó dính luôn. Thế là câu hết chỗ mồi này, ông ngồi đến 10 giờ chắc là khoảng tầm một bao tải à. Đây mồi nắm rất bé này anh em, anh chị nhìn hơn ngón chân cái một tí thôi. Bằng quả trứng gà tre. Bằng quả trứng gà tre. Đấy, đẹp rồi, lại dính con khủng long rồi. Cái sâu vào tí nữa, sâu khoảng mét nữa thì ngon, không sợ. Khóa luôn máy là nó không lôi được. Nó lôi nó chỉ lôi cần. Dính rồi, lôi. Kia kia cho máy vào đi không? Úi giời ơi, vừa ném xong anh em ạ. Nó kêu khóa máy vào đi không có, nó lôi vào trong anh. Úi giời, cả chim đi về. Cả chim ném vào dính luôn. Cả chưa kịp đặt máy đi. Cá mới chả mua nhỏ. Ném phát chưa kịp đặt cần đã dính rồi. Chưa kịp nắm mồi thì khỏe. Khả năng tôi phải ra. Tôi phải ra tôi phụ tôi nắm mồi cho ông anh nữa. Con này nhỏ chả cần đâu. Tầm dãy nó dính vào vật này, vật sâu hẳn xuống, bởi vì lăng xê vật cái tầm này này, lưới này bị một cái nó móc vào lưới, một cái nó móc vào mồm, một cái nó dãy này nó oái. Đấy, không thể tưởng tượng nổi, vừa ném ra một cái dính luôn, chưa được 2 phút. Sao em?
cá nó lôi quấn lúc tung phèng. Cái này số á này này quả trứng gà chê. Vừa nói khỏi mồm phát cá ăn luôn. Câu nó giống cái hôm em câu 47 con. Nó nhiều quá mà đến luôn nó cóng hết cả tay, nó ngóng nóng. Đéo kịp xỏ mồi đi mẹ. Hôm qua xem xong đá bóng hơn 10 giờ bởi đi lên giặt. Giặt con đéo thì để đấy. Em đi nghỉ mát 5 ngày về quần áo tối à. Đi xuống đây bảo đây. Đây chén cái. Cái tường mình bảo nó thì dạ. Đi xuống. Mình đẩy nó vào bên cạnh. Thì luôn. Cái đéo đi mà đi 5 ngày tôi ở nhà tôi chịu ra được. Thế có muốn để 5 ngày ở nhà tôi đi kiếm con khác không? Đấy, không nói làm gì. Thi thoảng những quả bất ngờ thì nó bọn đàn bà nó mới sướng anh ạ. Bây giờ đi xuống đây tôi bảo đấy. Cái đéo gì mà 5 ngày để ở nhà không ai chịu được. Sói nó mất hôm đầu rốt rốt rồi mấy hôm sau ném tốt phết. Ôi trời ông quay gỡ máy chưa được con kia à? Con đi làm em. Sáng nay đi sân golf. Vừa ném xong phát dính luôn anh em. Đây. Quan sát đi. Tôi chưa kịp lắm mồi đùa ống thật đấy. Vừa ném xong phát lại dính luôn. Nó đã nhạy rồi chứ, lưỡi câu nó lại còn bén. Mồi thì lại nhạy. Vừa bắt thả chú trọng. Một phát dính luôn. Anh phải vợt. Vừa thả cá vào túi xong lại phải vợt. 14 con rồi à? Sâu xuống, em vợt thứ này rất hay quái lưỡi. Đúng rồi, em cắm sâu sâu cho cá nó làm hẳn vào trong. Máy được cục này rồi này, anh ta ném luôn đây này. Đây cái sản phẩm đây anh em đang gỡ. Con thứ 14. Quá rồi à? Đéo được con trôn. Nắm hơi to rồi con ạ. Thế phải bắt hết cái bọn chim đấy ra này. Hơi to, bốn mồi con.
con thứ hai. Anh em coi ông nào đi đá và ông mơ đây ở đây không nhỉ? Miệng đi ạ. Vượt em vượt. Sáng nay em đang ở nhà em ngủ ở Hải không ạ? Anh xem là ra lên cửa hàng nhà giới thiệu thuê xem đang cái điện nào. Giới thiệu mất lại điện. Em chịu, anh bảo bà vợ khác. Một khi em đã không thích rồi thì gọi em. Anh nói mày từ cái hôm trước anh nói chuyện cả tuần rồi. Anh bảo thì đéo là mà nếu mà mày không làm thôi mày làm thế nào cãi nhau. Nói từ trước rồi Tuấn nhỉ. Chết sạch buồn. Tháng tối trước là Huân Lâm có gọi điện lung lung cứ bảo mày gọi điện khóa đông kia đi. Em bảo từ từ là mai có xem gì thì làm sau. Không không. Không có mai nữa. Sổ gương báo xong thì sáu hôm sau con chú anh gọi anh lên anh chuyển ra ngoài cửa chịu bó tay mất. Lâm, chiều hôm trước là do bà móm bảo. Móm bảo là việc đéo phải cầu cậy. Bảo để tao bảo thằng Hợp nó làm cho tí là xong. Quay đây nó trôi này. Cắn thôi. Nhanh xíu cuốn đi không. Đấy anh em vừa nhìn thì nó rút máy xuống. Sẽ vặn máy. Không có thì nó lại lôi vào trong cây. Bung rồi sao ấy? Bung rồi. Mất rồi. Đây ông anh vừa ném xong nhá. Anh cho máy khóa máy luôn vào đi bởi vì hồ này khóa chặt vào, không để cho nó rút, nó giật phát là nó đóng thẳng vào mồm luôn. Bởi nếu mà nó lôi mạnh cái thì nó sẽ bị bung nó chui vào trong kia kìa. Nó mắc vào cây, thế nên là ở đây là anh em chúng tôi câu là khóa chặt máy luôn, không cho cá kéo. Có nghĩa là cá nó giật ngược cái nó đau mồm đấy, chạy ngược lại ngay. Dính rồi. Đấy vừa ném xong anh em ạ. Vừa ném xong phát dính luôn. Ôi giời ơi, 40 giây à? Chưa được 40 giây. Cá mua. Chưa được 40 giây dính cả đùa. Phải nói cái mồi quá hay đúng không? Chạy bơm bơm này. Nếu thì chim rồi liệng rồi. Cẩu thôi, con này không phải vợt đâu. Cẩu thẳng lên để cho nó đỡ mắc vợt. Anh nhưng hai tay cẩu phát thẳng lên luôn. Không cho nó dãy. 15 con. Cái kia là cắn đất mật lưỡi này. Cái mà vừa lấy thằng Nghĩa bảo là tuột rồi.
Đây, vứt cái trên rồi. Thế anh em ạ, một một cái vừa bị cá chim cắn đứt đứt mất này, cái con mà lúc thế thằng cu em nó lôi lôi thế là thế nhẹ hều thì hóa ra là bị đứt, bị cá chim nó cắn đứt đứt rù, Nghĩa dòng hơi tắm. cá chim cắn cắn đứt rù mất một con Này chỉ cần lỏng tay là chết với nó. rồi. Cá chim lỏng phát là nó khập dây ngay. Bây giờ xem nó đóng vào đâu nữa, nó đóng vào mép ngoài thì không sợ, nó đóng vào mép trong này cũng đẹp đấy, khóa luôn dính mẹ rồi sao ấy. Dính kiểu kéo thấy căng căng và dính mẹ rồi sao ấy. Thôi anh nắm hai này đi, nắm trước đi. Thế này, cụt mất cái trên này. À, đấy nó bị chim cắn rồi, chim cắn mất một lưỡi. Chim này phải chim bông già. Sói đang đi làm à? Nó đang về rồi. Có anh bảo sói mà, bảo là anh xuống trước. Sáng nó gọi điện nó hỏi em. Anh xuống trước, xong rồi tối mày xuống. Nếu mà thiếu cái gì thì cứ gọi thì anh, để thiếu cái gì thì anh bảo. Nay anh phải mang nước, thế mà đi ra đến cửa hàng lại thấy có rồi. Họ coi hôm qua đi hỗ trợ anh Hưng Chọc à? Trợ cái gì? Hỗ trợ khiêng tiền về à? Hôm qua đánh ác hèn quá, chết đứt xác. Thằng Hào đánh á? À? Xem qua cửa trên chấp sâu thì về hôm qua Messi anh nắm anh cho vào đây này tí vân ra nó khỏi không cho Venanti đây vấn đề hỏng mười lăm con ạ. Thế mà được khoảng tầm 130 150 con là cũng phải khiêng mấy thằng đấy nhỉ. Ba thằng khiêng còng lưng ấy. Không đùa đâu anh em ạ, hôm nay cá trôi à, cá chim nó ăn mạnh quá, cá chim nó vừa ném một tí nó đã ăn rồi, thế là cá trôi không không kịp ăn, cá chim ăn mất, nó để lâu kiểu gì cũng được cá trôi. Mà để lâu lâu trôi không ăn thì kiểu gì cũng dính chép. Tầm đấy hoặc là ra cứ mép mép cái tầm đấy không Ô, sợ cái lắm. này đứt mất một này. Không thấy hại quá. Cái này đứt cái dưới. Cá chim cắn. Mẹ dính chim mà cắn. Còn trôi thì đéo làm sao. Dòng mè mười mấy cân thì làm sao. Mình sơ sơ mình lại thấy thiếu một lưỡi. Ở trong cái hộp kia có lưỡi à, quên nhưng mà không không dây. Biết thêm mang thêm một ít cái phụ đi cho anh mà bốn bộ mà đéo bao giờ nó còn đến ba lưỡi vẫn câu được, nó còn ít quá một hai lưỡi thì chịu. Thuốc định nghĩa ở đây nó mà không ở trong nó không vướng cây thì tôi sẽ đấy, dính 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 rồi anh em đấy, dính rồi. Ở đây mà nó không vướng cây thì tôi sẽ mở máy lên để cho nó chạy nghe cho nó sướng, anh dựng cần lên tí. Ôi địt mẹ phí cục mồi quá, con rô phi thế đéo nào. Con đầu tiên con rô phi này thôi, con này không tính, vẫn 15 con này không tính, rô phi bé tí nhắm mẹ không à, cho gà mang về cho gà vứt vào trong này Nhưng mang về mẹ cho rô gà. phi hơi đẹp, thả bể được. Ơi, cẩn thận đóng vào tay bây giờ. Để chủ quan. Kia, tôi mất ống, mất ống.
Đồ phí. Mỗi phát hai con rô phi, mỗi phát một con rô phi phía cục mồi. Mới vừa ném xong nhá. Mong cái hạt súp nó nhỉnh hơn hạt này tí. Súp nó dễ lổi lưỡi. Thế phải đổ là mới ra. Nó nhặt hết. Công nhận mồi mình vẫn ngọn nhỉ. Đi lần nào cũng này. Đéo con biết đi sớm hay đi muộn. Kiểu gì cũng rực rỡ nhất hồ. Chấp cả các ông câu từ sáng. Quả đấy một con cá to nó lôi mẹ ông vương hồ này nhỉ. Xong. Cái thằng Messi nó cầm bóng mình đã bảo để thằng Aguero đá đi. Cũng nghe mình. Thằng Messi thì từ xưa đến giờ nó đá penalty là điều không may mắn. Hai mùa Copa nó đều đá hỏng, không phải là không đâu. Mình được cái yêu dâm dục, ghét thể thao. Đéo bóng máy gì cả. Mấy quay cũng yêu dâm dục, ghét thể thao đúng không? Ôi, dính rồi. Úi, to. To anh em ạ, dính rồi. Ai cứ quay đi để em dòng. À, dòng đi để em quay. Anh dựng cái cần lên nhìn cho nó cong sướng. Đấy, anh em này. Vừa ném xong được 2 phút 47 giây. 2 phút 47 giây dính cá luôn. Úi. Quay nguyên cái đầu cần này, cá quay nhiều. Rồi, cong. Nhấc được mày, không, con này cái dính hai lưỡi hai bên đừng vật nhé, không còn vật đâu. Anh túm tay vào cái thân cần trên này, thế là hai tay nhấc phát lên 7-8 lạng. Tầm này nhấc bổng. Vâng anh em, 2 phút 47 giây dính cá nhá. Con mười mấy tới 16 à? 16 con à? 16 con khoảng tiếng rưỡi 16 con. Đây anh em, một tiêu. Đấy, phần này lại dính con to rồi. Một đúng chỗ đẹp thế cơ mà. Cho vào chim. Con cá chim đấy nó cắn chết con cá chim này đấy. Thịt nè. Mùi con gì chết thôi thối nhỉ. Mới đưa về đấy, không có đâu. Ừ, mới đưa về xong. Đây anh em nhá. Tiếp video lấy vừa để xong này.
Thế mà cũng gần hết mồi. Loanh quanh em trộn 2 cân em đổ vào ống bơ, 2 cân đổ ống bơ loanh quanh nhanh hết thật đấy. Loanh cái một thời gian lại thế đổ. Dính dính dính. Dính cho anh em, dính rồi anh em, lại dính rồi. Bung thế sao ấy? Ừ, vẫn dính, đầu cần cong. Còn dính không? Không. Bung rồi à? Ê mày hè. Bớ vẩn chim cắn đất, cắn đất rủ ấy. Xem còn đủ lưỡi không? Ờ vẫn đủ. Tuột rồi. Ơ thì cái kia còn chơi kịp gài. He thật. Ông này móc cả hai xúc vào đây gì, nó một hột nó đã nuốt, nó đã mút mồm khó rồi ông cho ăn hai hột. Thế nóng mồi nhão ra nó nhạy hơn không? Dạ. Mồi nhão ra nó nhạy hơn, nhanh hơn, ném cái ăn ngay. Nhão ra thì nó nhanh tan hơn mà. Anh mở nắp ra em lấy con ít hạt xúc to. Tại bẩn quá, nghĩa mở này. Lắp hộp con đấy đấy, hộp con xong. Tôi hết dung lượng điện thoại rồi anh em ạ. Đây tôi quay nốt phát này xong là tôi không quay trực tiếp nữa, lên cá thì hoặc là đang dòng cá thì tôi quay thôi. Quay hết dung lượng điện thoại rồi. Hết dung lượng máy quay rồi. Đây cho anh mượn cả cái hộp này. Một hột nữa này, lúc nó mút và nó xì ra thì nó có một hột thôi này. Lưỡi nó dễ mắc vào mồm. Hột của bé đây. Cứ áng chừng cái hạt xốp nó chỉ cần nổi được cái lưỡi câu lên này. Cho nó căng căng mẹ đi, đỡ mất công nồi thay mồi. Nó rung rung nó mới chưa căng, nó đéo dính đâu. Quá thiện xuống câu cá rô, khoái quá. Hôm nay đi câu. Nó gọi điện cho em bảo em trộn cho nó mồi. Xuống trộn xong nó mới đưa tiền. Thôi đéo thì tiền thì mày cầm với mày câu. Nó có phải là câu liên tục đâu, thì thoảng nó mới câu. Đi lấy mấy chục bạc mà tiếc. Em vẫn còn bộ lăng xê mới cứng em cất rồi kìa. Ừ, ở trong túi thôi. Đây đây. Vừa nãy nhìn thấy rồi. Anh em lại dính rồi. Lại dính rồi, mấy phút rồi. 9 phút mà làm 3 hay 4 con gì đấy rồi. Thôi tôi quay lốt phát này xong rồi sau cái dòng cá thì tôi quay thì không có tốn dung lượng điện thoại lắm. Đây. Này nhấc nhấc được, anh cuốn cho dây nó gần mà sao nhấc phát cái lúc mà nó không dậy. Đấy, cầm thân cần nhấc phát lên. Đấy đúng không? Ui, móc thẳng mồm này. Con thứ 17. Ok anh em nhá. Đây tôi tạm dừng nhá. Tí nữa được cá thì tôi quay thôi. Đây hộp của lăng xê thính câu lục này anh em này. Ok. Ôi. Yeah. Câu định thả chu mà.
Đấy, hai anh em đi câu lăng xê thì mà cá nó ăn mạnh như này rất rất chi là nhàn này. Một ông gỡ cá xong rồi ông anh nhẹ mắc luôn mồi bột ra, thế nên là tiết kiệm được bao nhiêu thời gian mà mồi anh em trong cái lúc chờ đợi anh em ngồi nắm sẵn mồi. Tôi có câu có một cần đây mà tôi mang đi hẳn 4 bộ lăng xê, một bộ dự phòng là 5 bộ này. Rồi. Trúng đầu con 5 cân rồi. Ông hồ câu 100.000 ngồi cả ngày cá 5 cân thì không có đâu. Hiếm lắm. Còn mè sót cơ nhưng mà cái tầm đấy phải bắt đêm. Thôi tôi để nốt phần này. Vậy đang tiện tay. Dòng chậm tay thì ui, nên mở này thì mà gió nó làm một phát thì hết hộp. Quên mẹ mất, nó mấy cái anh xiên đôi kìa bỏ ra đi, xiên những hạt to này vào. Ui cái này sờ lắm rồi Tuấn ơi. Mẹ à, sơ thì cũng mang về chứ đây làm gì có cái gì mà đâu mà nối. Chim nó nhảy. Nhảy dã man. Này nghĩa này. Đến đến nơi. Nó còn loại cước ở trong nữa mà nên sơ dù thôi. Nếu mà câu cước quả đấy là ai cơ đấy. Câu cước cái chỗ 17 cái. Câu cước cái chỗ 17 con này chắc ít nhất phải hết 10 con. Sinh viên nó nghỉ đợt đợt 2 tháng hơn 8 tháng rưỡi đó mà sinh viên nó lên kiểu đấy thì phải bắn thằng cả ngủ mẹ ở nhà đang ngồi làm ăn chơi xong nhỉ. Thế anh nghe trong cái phần ra thằng nào như kiểu vốn bị con cá dính dục với nó mắc thế kìa. Ở cái chỗ ống mưa đấy nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Mà vật chạy chinh 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 như kiểu là nó bị mắc lục cho là nó mắc vào lúc này. Hình như thế mà, nó gây mấy phát liền, mấy không không không. Đấy, dính rồi anh em. Đây, lại dính rồi này, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Đây anh em nhìn cái đầu cần này giật này. Đấy, chờ cho nó giật giật tí rồi ông lôi. Vừa xong dính rồi đấy nhưng mà tôi chỉ bung rồi, bung rồi. Có khi nào nó cắn mẹ dây dù rồi không ta? Nó giật 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 mấy phát thế đó, mùi nó vẫn còn trong lò xo mà nó còn ít cả mẹ. Còn ít nó vẫn nào nó mắc xúc. Ừ, vẫn chết mà. Phải không? Đấy, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, cong vút rồi. Anh dựng cần lên tí cho nó đỡ. Đấy. Đỡ cho nó đỡ, cá nó đỡ ra. Thôi cái tính bình quân thôi tính hẳn bình quân 5 phút một con vậy cho lịch sự. Ui gió mát thế bớ bẩn mưa thôi bớ nhấc thẳng toàn chim dăm bảy lạng hôm nay được có 2 con to to thôi. Nó thằn lằn kìa. Tự mình dẫm vào mũ mình tí nữa thì bẹp mất. Không ngoài đâu, này không ngoài đâu. Nó dãy dãy trên không trung thì cũng dễ ngoài nhưng mà con này không ngoài được. Dăm lạng, bảy lạng. Không ngoài sao được. 100.000. Thì đâu được cả to.
Hôm nay nào 100.000 mà ngồi như này là quá rực rỡ rồi. Đây ba ông ngồi. Bên kia một ông này. Ở đây một ông nữa này. Ông nhiều nhất mới được có hai con thôi. Trong khi đấy anh em tôi bây giờ là con thứ 18 rồi. Con thứ 18 buồn quá. Hơn tiếng đồng hồ con thứ 18. Ok anh em tôi xin phép tôi dừng quay cái clip này ở đây, tí nữa thì tôi chỉ quay dòng cá thôi. Thực ra quay liên tục cũng được nhưng mà sợ dung lượng điện thoại nó không đủ nên là tôi sẽ cắt ra tôi quay. Đấy, anh em nào lấy lăng xê thì cứ để lại số điện thoại cho tôi. Tôi sẽ tự động tôi biết liên lạc. Ok anh em. Ở Mấy ông đây. đi tui cá cái cho Đâu. tôi xem. Kết quả một tiếng rưỡi. Thôi, chả cần nhấc lên đâu. 17 con anh em ạ. Rồi, 1 tiếng rưỡi 17 con. Anh em lấy đồ thì để lại số điện thoại tôi nhá. Tôi sẽ tự động liên hệ với anh em. Còn hướng dẫn trộn mồi thì tất cả có trong tờ giấy rồi, hướng dẫn rồi. Anh em là thắc mắc thì có thể gọi điện hỏi tôi trực tiếp. Ok. À, lại dính hàng rồi anh em. Con thứ 18 nhá. Vừa nói khỏi mồm xong tôi vừa tắt điện thoại đi xong phát này dính luôn. Con thứ 18. Thịt sứ. Con này to to đấy. Chìm liệm thôi rồi, cuốn dây. What? Ồ, anh nhắc anh phải cho dây sát vào. Cho dây dài như thế nhất là nó cắn dây với cả nó oái lưỡi đấy. Con này to này, Chắc là vừa đánh mồi còn quên chiếc pin mắc mồi rồi. con này phải 8-9 lạng. Đấy, hai anh em vừa mới tắt máy thôi, còn chưa kịp bắt mồi. Tắt máy, vừa tắt máy quay xong còn chưa kịp nắm mồi đây anh em này. À đây đây đây, con cục này nắm từ đâu cũng đấy. Đây đây. Ở đây đây. Cái gì? Đây xem nào. Đã lưỡi của mình vừa lại nó ăn À chứ không à. Lưỡi của ông nào ấy? Lưỡi của ông nào cái lưỡi sắt. đứt đây là cắn đứt Đây này anh em này nhìn này, ông nào ông ấy câu này bị câu câu cước đây này. Câu cước đây này bị đây này. Câu cước này bị lưỡi câu nó cắn vào mồm này. Đây. Nó cắn đứt cước này, đây còn của tôi đây này, đóng vào mép này, lăng xê của tôi đóng vào mép này. Khoảng tầm 8 lạng. Ở đấy về nhớ cái con to to nhớ nhỡ đấy nhá. Hồi non tí được. 19 anh em ạ. Ôi thôi, con này bé nhất trong hội. 3 lạng. 4 lạng. Đi rửa tay phát. Lại dính rồi, lại dính rồi. Đấy, lại dính cá rồi. Cái kiểu phạt phạt lung tung thì chỉ có cá chim thôi. Đấy. Thằng cá chim bé nhỉ. Hôm nay thế đéo này, toàn cá chim. Các bạn, cá trôi À, luôn. con này còn được được. Con này còn khó khó tí. Ủa, bên kia cá chim. Vật đi oải đấy. Bên kia được. Đấy đúng rồi, vật như thế là không không Như thế không là chuẩn đấy, chuẩn. đẳng cấp đấy. Đẳng cấp nghĩa say đấy. Không phải dạng đùa đâu đấy, con này to to. Cân. Mười chín hay 20 con đấy nhỉ? mười chín mười chín ờ mười chín mười chín con rồi. Sắp hết dung lượng điện thoại rồi. Cũng được. Thôi gần bắt con to vậy. Nó hình này nó giống như đúng góc tam giác chỗ dây thép này cả cành cân. Rồi đây có con chép 7 cân ở đây em ném ra đây lại trúng mồm nó mệt phết. Anh em ạ. Một tải cá chim rồi, hôm nay chưa được con cá trôi nào. Một gọi là 1 tiếng 40 phút. 19 con rồi.
1 tiếng 40 phút được 19 con cá nha anh em nhé. Tôi bị hết dung lượng điện thoại đến nơi rồi. Em lại dính là con thứ 20, chính xác là con thứ 20. Vừa nói khỏi mồm xong đùa, buồn. Lòng chi mày đừng lòng tay. Em cho dây cương ngắn vào nhấc lên. Ơ, đây. Ông lại còn vừa nhấc lên ông vừa quay máy. Quá tay. Lấy giữa tay nhau. Lầm lạng. Kìm hai cái vứt ở nhà, mọi khi để trong túi đồ câu để ấy cá đấy, nhưng mà hai cái vứt ở nhà để buộc lăng xê ở nhà. Con thứ 20. Đây là con thứ 21 của anh em chúng tôi. Cá mú khắc nít vả. Liên tục. Em cuốn cho sát dây và nhấc thẳng lên. Cuốn dây gần nữa bạn. Rồi, cẩu phát lên luôn. Cầm thân cần. Con thứ 21. Đây. Đồ full đồ thính câu lục luôn. Có mỗi cần câu thì mấy cần dây cước không sản xuất được thôi, mới móc khóa. Ông em hôm nay tự dưng lại sướng nhỉ. Nói quay này, cứ được người gỡ cá, người móc mồi thì chỉ việc đứng vụt với dầu thế. Sướng vậy đấy. Ưu tiên. Chuyên làm ổ, chuyên săn ổ. Đẹp đấy. 9 cân, con này 9 cân. nắm luôn không kịp thật. Các bạn, con thứ 22. Hôm nay ngày hội của cá chim rồi. Nhục thật, cứ vừa ném cái ăn ngay. Không được cá trôi. Này khả năng tối mới bắt được cá trôi thôi. Ôi giời, toàn cái tầm dăm bảy lạng. Cái tầm to được có mấy con thôi. Con thua. 22 con rồi anh em, thôi chán, tôi chả buồn quay phim nữa. Ok anh em. Hẹn gặp lại anh em ở các video sau nhá. Ok. Anh em bắt đầu dính trôi này, bắt đầu dính trôi rồi. Đấy, một con đầu tiên. Và đây thằng em đang dòng một con trôi đầu tiên nhá. Anh em. Một chép. Con này ngon đấy. Một chép rồi nha. Anh em. Đây. Lăng xê đóng chép đây anh em. Đây. Anh em tôi vừa dọn bộ nhớ ra chỉ được một tí thôi. Chắc là quay được khoảng hơn chục giây rồi đấy thì hết rồi. Con thứ 24 rồi. Ok anh em. Câu nào dễ cân thả nhé.